Hello, chào anh em buổi chiều nha. Bên em về quá trời xe luôn nè anh chị. À, để quay cái clip tổng hợp cho anh em mình xem nha. Rất là nhiều dòng xe đang chờ anh chị em mình ha. Xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ quá trời luôn. Đó. Anh ơi, anh ơi. Hả? Sao Hiếu? À, có nhỏ em gái nó mới hỏi có dòng, nó mới lấy bằng lái mà có dòng xe con khóc nào tập lái không nè. Đang nhắn tin luôn hả? Tầm 100 mấy á. Bây giờ thôi, sẵn đây nghe dịp này Hương là đúng bài luôn rồi. Nghe em gái hả? Có hộp giới thiệu cho nó đi, để nó tập em, nhưng mà em gái có chồng chưa? Chưa có chồng hả? Rồi ok, nếu mà chưa có chồng em sẽ tư vấn nhiệt tình cho. Mới 20 tuổi ha. Rồi ok, thôi nhờ Hiếu cầm camera đi, tôi giới thiệu em này luôn. Rồi thì sẵn đây anh giới thiệu em gái mới lấy bằng lái, lấy em xe này. Thì em này là em The Wow Matic nhập 2008 nha. Nhập 2008, được trang bị túi khí nè, phanh ABS nè, gương chính chỉnh điện nè, cảm biến da. Nói chung mình mới lấy bằng lái mà xe mà có cảm biến da chạy rất là sướng. Mình sẽ quan sát được mọi cái góc nhìn ha. Thứ hai nữa là xe này số tự động và cái máy nó nhỏ, máy có 0.8 thôi, thì tiêu hao nhiên liệu xe này cho chị em phụ nữ chạy rất là tiết kiệm, 100 cây 5,5 ha, rất là bền. Dòng này siêu bền luôn, rất là đẹp nha. Đó, anh em nhìn nè, thấy không, em nhìn nè. Đó, về sơn si thì xe này quá đẹp rồi. Đó, nguyên cái dàn vỏ bọng là mới tinh luôn, bốn cái vỏ mới nha. Bốn cái vỏ mới này về em gái này mà nếu mà đi chịu đi nha, đi nhiều thì đi 3 năm, đi ít thì đi 5 năm nữa. Vì vỏ này vỏ mới thay ha. Vỏ mới thay mình chạy được 30-40 ngàn cây, tương đương một năm mình chạy 10 ngàn cây, thì một tháng mình chạy khoảng tám một tháng mình chạy 1 ngàn mấy ha, đúng rồi, một tháng chạy 1 ngàn mấy. Bốn vỏ mới hết đó. Sơn si nó quá đẹp rồi ha. Đó, tem bọng nhãn mát nhà sản xuất nè, tới giờ vẫn còn luôn nè, không tem bọng nhà sản xuất của nó nè, nhập Hàn Quốc đó. Có gạt mưa phía sau nè, không đó, có gạt mưa phía sau. Đây là Matic Super nha. Matic Super là cái bản mà cao cấp nhất của dòng Matic. Đó, nó sẽ được trang bị thêm cái ba ga nóc nữa đó, không ba ga nóc. Và đây là được thêm cái trang bị cảm biến nữa nè, nguyên cái dàn cảm biến da ha, nguyên cái dàn cảm biến da luôn, rất là chất lượng. Ở dưới này thì có một cái nẹp xi rất là mới đó. Xe thì còn rất là đẹp rồi, xe này khỏi phải chê luôn, được dán phim cách nhiệt hết trơn rồi nha. Nếu mà em gái này về đi chơi với bạn hay là đi chơi với ai cũng vậy ha, dán phim này không ai thấy hết, đi chơi chở nhiều người cũng không ai thấy. Dán phim này ở trong nhìn ra thấy, ở ngoài giờ không thấy ha, phim nội phim xịn nha. Vậy keo chỉ thì xe này rin 100% luôn đó, rin 100%, rin nguyên bản đó, không lỗi nhỏ. Túp lô túp ly nó quá đẹp luôn đó, tem bọng nhãn mát quá trời đầy đủ luôn nè đó. Em gái mình nên đến đây lái thử chạy thử nha, coi được thì ủng hộ cho anh. Thì có gì inbox hoặc là alo anh sẽ tư vấn nhiệt tình hơn. Thì xe này bán cho em, anh bảo hành cho em chạy 2-3 tháng vẫn được bình thường ha. Đó, keo chỉ nè, riêng nguyên bản 100%, xe không lỗi nhỏ ha, sùng trên sùng dưới đầy đủ hết. Đó, túp lô túp ly quá đẹp nè, tem bọng của nó nè, ngày xưa tới giờ nè, không quá trời đầy đủ luôn. 1.8 AT túi khí ha, đây là túi khí nè. Đó, túi khí số tự động đó, hai túi khí. Còn mà nếu mà em muốn lên cái màn hình Android á thì anh lên cho anh, lấy em 5 triệu thôi, lên màn hình Android 9 inch internet luôn, lên mạng xem phim, xem bóng đá, xem ca nhạc, xem hài mỗi ngày thôi, rất là sướng. Số tự động thì chạy rất là nhàn chân đó, để thoải mái cho em nghe tiếng máy luôn nè. Xe là trợ lực là nhẹ hiều luôn, không chạy rất là sướng nè, không nhẹ hiều à. Túi khí đầy đủ ha, kèn bọng điện đớm đầy đủ đó, rất là chuẩn luôn nha. Xe này chạy là khỏi phải chê, xe này đảm bảo mua về ba mẹ thích liền luôn á. Giá nó rẻ, mình anh bán cho em xe này 162 triệu đi ha, có bớt cho em nha. Em qua xem xe hiện chỉ đi, anh bớt cho, có hỗ trợ giao xe cho em luôn. Nếu mà em mới bằng lái không gần, anh giao xe tới nhà cho em luôn á, không gần thì có thể giao tới nhà cho em luôn, phải không? Em tặng anh một ly nước uống với em được rồi, máy rất là êm luôn, máy nổ là không có nghe một cái tiếng động luôn ha. Để tăng ga lên cho nè, cái máy quá êm luôn. Ba máy động cơ 0.8, dòng này tiêu hao nhiên liệu 5,5 lít ha. Đây là phanh ABS của nó nè, đây là các nước ha, các nước clean nó tới giờ luôn, tem bọng của nó tới giờ luôn nè, ngày xưa giờ tem Hàn Quốc luôn nè, không đó, thắng ABS luôn nha. Xe không lỗi nhỏ, keo chỉ riêng nguyên bản 100%, nỉ riêng còn, tem bọng còn đó, xương đầu xương đít thẳng rang, nước sơn riêng luôn nè, xương đầu nước sơn riêng nè. Còn cái này là có sơn lại nha, cho nên là anh bán là có sao nói vậy, anh không có giấu ai hết trơn, sơn lại có sơn lại, nước sơn không đánh giá lên được chiếc xe ha. Tại vì xe nếu mà xe đời 2020-21 mới đánh giá được chiếc xe là chắc hay không chắc. Còn những chiếc xe mà đời 2008-10-11-12 nước sơn không quan trọng, quan trọng về giấy tờ, cái máy im, cái gầm nó đẹp đó, giấy tờ pháp lý ok là ngon, máy ngon là ok, sơn không quan trọng, sơn mình sơn nguyên chiếc luôn cũng được, sơn nguyên chiếc luôn cũng có 5-7 triệu, 8-9 triệu thôi đó. Máy thì rất là êm rồi ha, để qua cái gầm cho anh xem luôn nha.
gầm thì còn tuyệt vời. Ở dưới này thì có nguyên cái dàn mũ mũ đen ha, nhìn rất là nổi xe nha. Đó, quay cái gầm đi cho khách xem luôn nè. Đó, xem được thì ủng hộ nha. Gầm quá đẹp luôn, thấy không? Gầm còn mới tinh luôn. Đó, gầm chất lượng ghê chưa? Dàn ghế bọng là cũng mới hết rồi. Chạy êm ha. Đó, thì cái giá này rất rẻ, mà nếu mà em không thích cái mẫu này, thích cái mẫu Kia thì anh cũng có Kia luôn. Thì em vô đây xem với anh nha. Đó, thích Kia thì có Kia liền luôn. Đây là Kia Morning. Đây là Kia Morning 2014, động cơ 1.25. Thì 1.25 nó được trang bị là 4 máy. Đây là Morning bản tiêu chuẩn, nhưng mà là 4 máy, tiêu chuẩn 3 máy cũng có. Đây là 4 máy nha. Thì 4 máy này thì được anh khách này ngày trước ảnh có lên cái màn hình Android, lên nút đề startup, lên 45 đúc. Đăng kiểm thì cũng còn khá là lâu, tới tháng 9 năm 2023 mới hết kiểm nè. Kiểm này còn quá trời lâu luôn nè. Đó, sơn si thì nó cũng đẹp rồi. Thì mua xe này về chứ được lên xe và đi, nhưng mà xe này bù lại là xe số sàn nha. Số sàn mình bán xe này thì có 180 thôi ha. Lại đây cho khách xem nguyên cái phần đích luôn nè Hiếu ơi. Đó, thì đâu em gái xem được không? Không được thì lấy mẫu này cũng được ha. Đèn số 7 rất là đẹp nha. Xe này thì nó không có cảm biến da, nếu muốn lên cảm biến da thì nó tầm khoảng 1 triệu mấy nữa. Đó, màu trắng ha, có gạt mưa phía sau, xe thì ngay chủ hết rồi. Qua đây cho khách xem màn hình luôn nè, màn hình nút đề đầy đủ hết, xe còn rất là chất lượng ha. Đó, ok chưa, đồ chơi đầy đủ không, mua về chỉ việc lên xe đi thôi. Giá tiền xe này thì mình bán 180 có bớt. Đó, giá cũng rất là hợp lý ha. Ngoài xe này thì mình còn xì bắt nữa nha. Ngày mai mình về xì bắt màu đỏ 2011, xì bắt màu xanh 2011 thì giá dao động từ 100 mấy thôi, 115 cho đến 165. Nói chung là xe cóc hình như bên mình chỉ còn được có 6 xe thôi, còn như là sedan với 7 chỗ. Rồi ok, thì anh em nào thích mẫu nào cứ liên hệ cho mình, mình sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình ha. Số điện thoại mình thì có ở bên dưới là 0834 33 3371 hoặc 0866 678 971 để gặp nhân viên bán hàng nha. Cảm ơn anh em mình nhiều.